nó vượt quá hơn so với những yêu cầu. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taigo. Trong cái quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy rửa xe Jedi thì chúng tôi nhận thấy một điều rằng là có rất là nhiều những cái trường hợp mà máy rửa xe Jedi bị hỏng đầu bơm, bị hỏng motor, bị nổ tụ. Cái nguyên nhân là do sử dụng sai cái đầu béc của cái máy rửa xe. Thì nói ra như vậy để các bạn thấy được rằng là cái việc sử dụng đúng cái đầu béc này nó có vai trò và cái tầm quan trọng như thế nào. Thì khi mà sử dụng đúng cái đầu béc của cái máy rửa xe này thì nó không những là nâng cao được cái năng suất lao động trong cái tiệm rửa xe mà nó còn nâng cao được cái tuổi thọ của cái máy rửa xe. Thì khi mà các bạn lựa chọn đúng cái đầu béc này thì nó sẽ giúp cho bạn là không tốn những cái chi phí rủi ro và không bị mất những cái chi phí cơ hội trong cái quá trình làm kinh doanh của mình. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn về các cái loại đầu béc sử dụng cho máy rửa xe Jedi, cũng như là cái cách mình lựa chọn cái đầu béc cho phù hợp với cái máy rửa xe Jedi này. Thứ nhất đó là các loại đầu béc của máy rửa xe Jedi nó gồm những loại nào. Thì cái đầu béc của máy rửa xe Jedi nó gồm có các loại từ 1,2 ly, 1,5 ly, 1,8 ly, 2 ly, 2 ly 2, 2 ly rưỡi và 3 ly. Tuy nhiên là phổ biến nhất vẫn là những cái loại đầu béc mà tôi đang có để trên bàn này. 1,5 ly, 2 ly, 2 ly 2 và 2 ly rưỡi. Thì cái việc lựa chọn đầu béc của cái máy rửa xe ấy nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Đó là nó phụ thuộc vào cái bu li của cái máy rửa xe và cái piston của nó. Có những trường hợp có thể là cùng công suất motor, tuy nhiên là cái kích thước của cái bu li nó khác nhau thì cái việc mà lựa chọn đầu béc nó cũng khác nhau. Thông thường ấy thì với những cái máy một ngựa rưỡi chẳng hạn thì sử dụng đầu béc từ 1,5 cho đến 2 ly. Máy 2 ngựa thì sử dụng đầu béc từ 2 cho đến 2 ly 2. Và máy 3 ngựa trở lên thì sử dụng đầu béc từ 2 ly 2 cho đến 3 ly. Tuy nhiên, để mà chính xác nhất khi mà lựa chọn đầu béc cho cái máy rửa xe Jedi này thì các bạn nên sử dụng cái ampe kế. Sau đó sẽ thử và kiểm tra cường độ dòng điện thì mình sẽ lựa chọn ra cái đầu béc phù hợp nhất. Cái nguyên lý của cái việc sử dụng cái ampe kế này để mà tìm ra được cái đầu béc phù hợp đó là gì? Đó là mình sẽ sử dụng cái ampe kế này. Mình đo cái cường độ dòng điện của cái máy rửa xe này trước khi có tải, tức là trước khi lắp cái đầu béc này vào, và sau khi có tải, tức là sau khi lắp cái đầu béc này vào, xem cái độ chênh lệch của nó có lớn hơn 3A hay không. Thì khi đó mình sẽ tìm ra được cái đầu béc phù hợp. Ví dụ cụ thể như thế này để cho các bạn dễ hiểu. Đó là với cái máy rửa xe này, ban đầu khi mà không chạy không tải thì mình sẽ đo cường độ dòng điện của nó. Giả sử cường độ dòng điện của nó khi đó là 10A. Sau đó mình lắp cái đầu béc 1,5 ly này vào để mình đo. Mình lắp cái đầu béc 1,5 ly vào cho cái máy rửa xe này để cho nó chạy quá tải và mình đo cường độ dòng điện. Khi đó mình thấy rằng là cái cường độ dòng điện của cái máy rửa xe này lên đến 15 hoặc 16A, thì tức là nó lớn hơn, cái độ chênh lệch của nó lớn hơn 3A so với thời điểm ban đầu, thì tức là cái đầu béc này không sử dụng được. Sau đó mình sẽ sử dụng cái đầu béc 2,2 ly này chẳng hạn, mình lắp vào cái và cho cái máy rửa xe này nó chạy và mình đo lại cường độ dòng điện của cái máy rửa xe. Khi đó cái cường độ dòng điện của nó chỉ có khoảng 12 cho đến 13A, thì điều đó có nghĩa rằng là cái đầu béc này phù hợp với cái máy rửa xe này. Thì cái này tí nữa trong cái quá trình demo trực tiếp chúng tôi sẽ làm để cho các bạn xem. Thì thông thường ấy, với những cái đơn vị mà cung cấp cái máy rửa xe lâu năm và chuyên nghiệp ấy, thì người ta thường ghi cái kích thước của cái đầu béc lên thân máy để đề phòng những cái trường hợp đó là trong cái quá trình mà khách hàng sử dụng ấy, cái đầu béc này đã bị hỏng và ra đi mua cái đầu béc khác ấy, thì sẽ lựa chọn đúng được cái đầu béc của cái máy rửa xe Jedi này. Còn đối với những anh em mà đang có sử dụng máy rửa xe Jedi ấy, thì khi mà sử dụng những cái đầu béc nào mà thấy rằng là máy nó chạy ổn định, nó ít hư hỏng ấy, và khi cái đầu béc nó bị hỏng ra mua những đầu béc khác, thì các bạn hãy nên chọn những cái đầu béc có kích thước như đầu béc cũ,
không cần chọn những cái đầu bếp có kích thước lớn hơn, bởi vì chọn đầu bếp có kích thước lớn hơn thì áp lực nó sẽ giảm đi. Và cũng không nên chọn những cái đầu bếp có kích thước nhỏ hơn, bởi vì khi mà chọn những cái đầu bếp có kích thước nhỏ hơn, nó có thể là nổ tụ, cháy motor hoặc là hỏng đầu bơm sau một cái thời gian sử dụng. Thì sau đây chúng tôi sẽ demo trực tiếp, sẽ làm trực tiếp về cái cách lựa chọn cái đầu bếp cho máy rửa xe Jedi này để các bạn theo dõi và các bạn có thể làm được trong cái quá trình mà lựa chọn cái đầu bếp cho nó phù hợp với cái máy rửa xe Jedi của mình. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách lựa chọn đầu bếp phù hợp cho mỗi cái máy rửa xe Jedi. Thì chúng tôi sẽ lấy thử một cái máy rửa xe Jedi ra và xem như cái máy rửa xe Jedi đó chưa biết sử dụng cái đầu bếp nào, và sẽ sử dụng cái ampere kế này để mà đo, để mà tìm ra được cái đầu bếp cho phù hợp với cái máy rửa xe Jedi này bằng cách là sử dụng cái ampere kế này theo cái nguyên lý mà tôi đã giới thiệu với các bạn. Ok, bắt đầu. Thì đây là cái ampere kế các bạn nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ thử trong cái trường hợp là rửa xe nhưng mà không cắm vào đầu bếp, tức là chạy trong cái tình trạng là không có tải, xem là cái cường độ dòng điện của cái máy này nó là bao nhiêu. Đây các bạn có thể thấy này, nó 10,87, 10,86, 10,87, 10,96, nó xấp xỉ trong khoảng tầm 11. 11, mình cho nó là 11 các bạn nhé, trong trường hợp là chạy không có tải. Đầu tiên là chúng tôi sẽ lắp thử với cái đầu bếp 1,5 ly, xem là cái cường độ dòng điện của nó lên bao nhiêu. Ok, bây giờ tôi sẽ thử xem là cái cường độ của nó lên bao nhiêu các bạn nhé. Nó vào xấp xỉ gần 16 các bạn ạ. Gần 16. Đây, khoảng 15,75 hoặc 15,80, gần xấp xỉ gần 16. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà chạy chưa có tải là 11A. Mà bây giờ mình thử với cái đầu bếp 1,5 ly mà nó lên gần 16A. Tức là gì? Tức là nó vượt quá hơn 3A so với cái mức yêu cầu, thì chắc chắn là cái đầu bếp 1,5 ly này không phù hợp rồi. Thì sau khi mà sử dụng cái đầu bếp 1,5 ly, cái cường độ dòng điện của nó lên quá cao. Bây giờ chúng tôi sẽ thử với cái đầu bếp 2 ly này, xem là cái cường độ dòng điện nó vào máy sẽ là bao nhiêu, có nằm trong cái mức cho phép hay không. Ok. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành đo các bạn nhé. Sẽ tiến hành đo này, xem cái cường độ dòng điện của nó là bao nhiêu khi mà sử dụng cái bếp 2 ly này. Các bạn có thể nhìn thấy là cái cường độ dòng điện của nó nhảy trong khoảng tầm từ 14 đến 15, là gần 15A. Gần 15A có nghĩa rằng là nó vẫn vượt qua mức cho phép. Tức là cái ban đầu là không tải là 11A, nếu như tăng lên khoảng 3A trở lại, tức là 14A trở lại thì mới đạt. Và nhưng mà ở đây nó là 14,7 mấy, gần 15A, có nghĩa rằng là cái bếp 2 ly này cũng vẫn không sử dụng được. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đổi sang một cái đầu bếp khác. Thì sau khi mà sử dụng cái đầu bếp 2,2 ly, cái cường độ dòng điện nó vẫn vượt quá mức cho phép. Điều đó có nghĩa rằng là không sử dụng được cái đầu bếp 2 ly. Và bây giờ chúng tôi sẽ thử với cái đầu bếp 2,2 ly, đầu bếp 2,2 ly, và mình sẽ đo xem là nó cường độ dòng điện của nó sẽ là bao nhiêu các bạn nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ đo cái cường độ dòng điện của cái máy này khi mà sử dụng với cái đầu bếp 2,2 ly các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy là nó nằm trong xấp xỉ từ 12 phẩy mấy đến 13. Đây,
từ 12 phẩy mấy, 12,96 đến 13 phẩy hơn 13. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cái cường độ dòng điện nó nằm trong cái khoảng cho phép từ 11A đến 14A. Tức là gì? Tức là cái đầu bếp 2,2 ly này sử dụng được với cái máy rửa xe dây đai này. Thì các bạn chú ý là thường thì trên mỗi cái máy dây đai ấy, người ta sẽ thường ghi cái thông số của cái đầu bếp ở trên cái máy này. Với những cái đơn vị mà cung cấp máy chuyên nghiệp ấy, người ta sẽ ghi cái thông số của cái đầu bếp trên cái máy này để khách hàng có thể là lựa chọn tìm mua cái đầu bếp phù hợp khi mà cái đầu bếp cũ bị hỏng. Thì đó là cái cách mà mình lựa chọn cái đầu bếp các bạn nhé. Sử dụng cái em bé ghế này, thì cái em bé ghế này ở ngoài các cái tiệm điện ấy, người ta cũng bán rất là nhiều và cũng rất là dễ sử dụng. Trường hợp nếu như mà trong cái quá trình sử dụng mà các bạn không biết thì có thể gọi điện đến nhân viên của Taiko để có thể tư vấn kỹ cho các bạn. Thì vừa rồi chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn về các cái loại đầu bếp của cái máy rửa xe dây đai, cũng như là cái cách lựa chọn cái đầu bếp rửa xe dây đai cho phù hợp với mỗi loại máy. Các bạn khi mà xem video, nếu như còn những cái vấn đề gì chưa hiểu hoặc là muốn hỏi rõ hơn, hoặc là trong cái quá trình làm mà còn những cái vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể gọi điện hoặc là nhắn cho cái số Zalo ở phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể là gửi cái câu hỏi cùng với cái số điện thoại của mình xuống dưới cái video mà các bạn đang theo dõi. Các bạn xem video nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhớ bấm like và đặc biệt là đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video hữu ích tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.